mình đi mua trà sữa các bạn. À đây là mình đi ngang chợ nè, đó là buổi tối nè, bán quá trời luôn, quần áo rồi rau củ rồi thôi. Rồi đây là mấy cái shop bán đồ gia dụng nè. Ok, giờ đi mua trà sữa. Mày uống trà sữa gì? Con không uống hả? Trời ơi, Green Green Tea. À, quay quán trà sữa đây các bạn. Dì 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 dì. Mấy cho ba ly trà sữa đi. Bị xuống mua giúp không? Bị xuống mua giúp không hà? Ngồi đây. Ngồi đây hả? Không. Ba trà sữa không khóc hả? Ừ. Mày giúp cùng con đi. Đây, gì? Mày ấn rồi. Để cho con rồi. Đừng đừng. Mua trà sữa. Ừ, té nha con. Trúng cái đầu kìa, đứng lên trúng cái đầu á. Nè con cầm tiền đi, chút nữa trả. Đứa Út mượn cái kem đem về, đem cất cho chút nữa về ăn. Coi đừng té nha, đứng đó. Nè, kem này cất kia. Cầm tiền đàng hoàng nha. Kia là chỗ bán đồ chơi trẻ em. Đồ chơi trẻ em quá trời kìa. Nguyên cái xe ấy kìa. Bán đồ chơi trẻ em á. Yeah, nhớ mua. Đó, giờ vô coi làm trà sữa. Đó, đóng gói trà sữa. Làm gì hả con? Từ từ. Rồi, trả tiền cho chú đi. Trả tiền cho anh đi. Nó mua được trà sữa rồi kìa. Rồi tiền thoái đây, 60.000 ba ly. Leo lên không? Về đi con ăn, ăn vậy hai nó đổ hết luôn á. Rồi leo lên.